Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi Hàn khai thác dáng quái ha. Cây đã rất là già rồi. Mọi người có thể thấy đường thân của cây rất là quái nè. Có thân to hơn ngón tay cái và cao khoảng tầm 23 cm ha. Cây có bộ chi tàn ra và đang đậu trái rất là nhiều nè. Cây này về mình vô nó một cái chậu cạn. Mình để bạn chơi sẽ rất là đẹp ha. Cây chi tàn già nên nó rất là xiên trái. Có khi nó ra trái ở trên thân luôn ha. Ở đây mọi người thấy là nó đang ra một chùm trái mới nữa nè. Cứ hết lớp trái này nó sẽ ra một chùm trái mới. Em phải vạch bớt đi, không có là nó sợ nó suy cây á. Cây có đường thân lắc rất là đẹp ha. Cây quái có đặc điểm là mình có thể chơi được nhiều mặt. Mỗi mặt thì nó đều có một cái đường nét riêng. Cây có bộ chi tàn già thành phẩm rồi nè, đang bung lộc non ha. Dạ rồi, em xin báo giá giao lưu cây sam hương lắc quái này với giá là 330 ngàn em bao ship ha. Cây chỉ cần về vô chậu gốm là mình để bạn chơi thôi chứ không cần làm gì nhiều thêm nữa. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.